chào các em học sinh khối 6. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp hình học tiết 17 bài số 2 gốc. Gốc là gì? Để hiểu rõ thì chúng ta sang bài học hôm nay. Trước khi tìm hiểu gốc là gì thì chúng ta phát hiện trong các hình vẽ sau, hình nào có hai tia chung gốc đối với hình 1 và hình 2. Thì ở đây các em thấy hình 1, tia OX và tia OY. Tia OX có góc là O, tia OY cũng có góc là O. Vậy hình 1, đây là hình có hai tia chung gốc. Đối với hình 2, thì tia OX và tia AT, hai tia này có góc khác nhau, một góc là O, một góc là A. Vậy hình 2 không phải là hai tia chung gốc. Ở hình 3 và hình 4, các em thấy hình 3 tia MV và tia NU. Hai tia này có hai góc khác nhau, một góc là M, một góc là N. Có hình 4, tia OY hoặc là tia ON, tia OX hoặc là tia OM, hai tia này có chung điểm gốc là O. Vậy thì hình 4 chính là hình có hai tia chung gốc, còn hình 3 thì không phải. Tiếp theo, hình 5 và hình 6. Vậy rõ ràng các em thấy hình 5 có hai tia OX và tia OY, là hai tia có chung góc là O. Còn hình 6, chúng ta có hai tia, đó là tia AB và tia CD. Hai tia này có hai góc khác nhau, một là góc A, hai là góc C. Vậy hình 6 không phải là hình có hai tia chung góc. Cô giới thiệu bài học hôm nay về bài gốc thì nội dung bài học chúng ta có 4 phần. Gốc là gì? Gốc mẹ, vẽ gốc và 4 là điểm nằm bên trong gốc. Vậy gốc là gì? Chúng ta có 3 hình mà chúng ta vừa nhận xét. 3 hình này là 3 hình mà có hai tia chung gốc thì được gọi là một gốc. Gốc chính là hình gồm hai tia chung gốc. Trong gốc thì chúng ta gồm có hai thành phần. Thứ nhất là đỉnh. Đỉnh chính là gốc chung của hai tia. Hai cạnh chính là hai tia. Vậy thì ở đây chúng ta có gốc XOY hoặc là gốc IOX hoặc gọi là gốc O. Ở đây cách đọc và cách viết là như nhau. Khi các em viết và đọc thì chúng ta chú ý có 3 cách. Giới thiệu thứ nhất là đỉnh, chính là đối với gốc XOY, đối với hình vẽ thì O chính là đỉnh. Hai cạnh chính là OX và OY. Như vậy hình B và hình DC là tương tự. Hai cạnh chính là hai tia OX và OY. Như vậy các em chú ý là khi đọc hoặc là khi viết thì các em thấy đỉnh được viết ở giữa. Ví dụ XOY thì O là đỉnh, hai cạnh OX và OY. Để cho ngắn gọn thì chúng ta viết ký hiệu như sau: XOY đỉnh ở giữa và ký hiệu gốc. Các em đặt ngay dấu mũ như cái mái nhà ha, các em ở trên đầu. Hoặc là gốc IOX hoặc là gốc O. Ngoài ra chúng ta thấy có một số sách nó viết dạng này, nhưng thông thường chúng ta viết ở dạng một hơn. Đối với hình B thì gốc XOY còn có thể đọc là gốc MON hoặc là gốc NOM đều được.
Còn cái góc XOY ở hình C thì có cái gì đặc biệt? Như vậy góc XOY ở hình C, các em quan sát cái hình vẽ C, các em thấy là hai tia OX và OY là hai tia có chung một góc và tạo thành một đường đường thẳng, và đây được gọi là góc bẹt. Góc bẹt là góc có hai cạnh chính là hai tia đối nhau có chung một góc và hai tia tạo thành một đường thẳng. Như vậy hai tia OX và OY đối nhau thì tạo thành góc bẹt. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta có góc XOY là góc bẹt. Hãy nêu ví dụ thực tế của góc và góc bẹt. Các em có thể thấy ở trong thực tế có nhiều, rất là nhiều hình ảnh về góc và góc bẹt. Ở đây cô có một số hình ảnh ví dụ như sau. Trên đồng hồ treo tường, các em thấy kim giờ và kim phút tạo thành một góc, hoặc là kim giờ và kim giây tạo thành góc, hoặc kim giờ và kim phút và kim giây cũng tạo thành góc. Hai kim đồng hồ tạo thành một góc. Thước xếp, em hãy quan sát thước xếp. Thước xếp của các chú thợ hồ cũng có, thợ sắt cũng có, mà thợ mộc cũng có các em. Thứ ba là pháo hoa. Các em thấy pháo hoa, quan sát pháo hoa, chúng ta thấy pháo hoa bắn lên nó tạo thành một góc. Tiếp tục là đèn laser phát sáng. Các em thấy cái đèn laser tạo thành góc. Các em quan sát cái đường màu xanh nước biển nè. Như vậy trong thực tế đèn laser khi chúng ta sử dụng bình thường hàng ngày á thì nó không nên sử dụng. Các em, đây là một loại đèn rất là độc cho mắt, có thể bị hư mắt. Các em đừng nên chơi cái loại đèn này. Thế thì ta vẽ góc như thế nào? Để vẽ được một góc thì ta vẽ đỉnh, sau đó vẽ hai cạnh. Và cô sẽ hướng dẫn các em vẽ như sau. Vẽ đỉnh của góc trước nè, chấm một điểm thì ta có đỉnh O. Thứ hai là vẽ cạnh của góc, ta đặt thước vẽ cạnh thứ nhất, ta vẽ tia, đặt tên nó là UI. Ta vẽ cạnh thứ hai, đặt tên cho nó là OX. Ngoài ra chúng ta có thể vẽ trong nhiều trường hợp mà có nhiều góc, để phân biệt các góc người ta vẽ thêm một hay nhiều vòng cung nhỏ để nối hai cạnh của góc. Cô ví dụ vẽ thêm một cái tia OZ, như vậy có chung góc. Thì ở đây chúng ta phát hiện là có nhiều góc, giờ chúng ta sẽ dùng vòng cung nhỏ để ký hiệu góc như sau. Chúng ta ký hiệu từ tia OY sang tia OX một cái vòng cung thì ta có góc XOY hoặc là góc IOX. Vòng cung thứ hai, vòng cung thứ hai thì chúng ta thấy là góc thứ hai là góc ZOY. Chúng ta ký hiệu bằng hai cái vòng cung nhỏ. Hai cái góc này khác nhau cho nên chúng ta sẽ dùng cái ký hiệu khác nhau để ký hiệu. Khi cần phân biệt các góc có chung một đỉnh, chẳng hạn đỉnh O có hai cái góc mà chúng ta vừa nói, thì chúng ta có thể ký hiệu góc O1 và viết số 1 trên ở đây, và góc O2 viết số 2 trên hình. Như vậy cô nhắc lại lần nữa, để vẽ một góc thì ta cần vẽ đỉnh trước, sau đó ta vẽ hai cạnh của góc. Điểm nằm bên trong góc. Như vậy ở đây các em thấy góc
Ta có hai tia OX và OY không đối nhau. Điểm O, điểm M nằm đây. Tia OM nối O với M lại thì ta có tia OM rõ ràng ở đây các em thấy. Khi hai tia OX và OY không đối nhau, điểm M nằm bên trong góc. Nếu tia OM nằm giữa hai tia OX và OY, chúng ta áp dụng một số cái kiến thức mà chúng ta đã học để làm bài tập số 6, sách giáo khoa trang 75. Ở đây, bài này yêu cầu chúng ta là điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. Phương sửa cái lỗi chúng ta chút xíu. Ở đây các em thấy điền vào chỗ trống, nhưng ở đây cô có một số cái gợi ý cho các em ở đây thì chúng ta sẽ chọn ha. Hình gồm hai tia chung góc OX và OY gọi là gì? Là góc XOY hay là góc XEO? Hay là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau? Như vậy, hình gồm hai tia chung góc OX và OY các em đã được học. Hình mà có hai tia chung góc thì tạo thành một góc, trong đó OX và OY có chung đỉnh O thì nó được gọi là tạo hình gồm hai tia chung góc được gọi là góc XOY và điểm O là ở đỉnh thì viết ở giữa chứ không thể viết là góc XEO. Đây là điều sai. À, trong đó O chính là gì? Đỉnh. Hai tia OX và OY chính là gì các em? À, chính là hai cạnh. Chính là hai cạnh. Thế thì góc RST có đỉnh là gì các em? Đỉnh S, đỉnh R hay đỉnh T? Và câu trả lời của chúng ta là đỉnh điểm S. Vì các em thấy vị trí điểm S được viết ở giữa thì đỉnh bao giờ cũng được viết và đọc ở giữa. Hai cạnh của nó là, à, cạnh nào đây các em? Hai cạnh của nó là nào? Cạnh nào các em? Chọn nào. À, hai tia nào các em? À, hai tia SR và ST. Như vậy các em chú ý ký hiệu góc nè, góc RST. Như vậy S ở giữa thì tia thứ nhất là SR, tia thứ hai là ST. Như vậy góc bẹt là gì? Góc bẹt chúng ta vừa mới học, góc bẹt chính là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Và chúng ta đã làm xong bài tập số 6. Chúng ta sang tiếp bài tập số 7. Quan sát hình vẽ và điền vào bảng. Như vậy ở hình A, chúng ta có góc ICZ, hay còn gọi là góc ZCI, hay còn gọi là góc C. Tên đỉnh chính là C, tên cạnh là CI và CZ. Và ta viết ký hiệu góc ZCI và góc ICZ và góc C. Các em hãy dùng bút chì để hoàn thành bài này trong cái sách giáo khoa của em. Sau đó các em đối chiếu kết quả của cô. Như vậy ở lượt thứ hai, cái hình B chúng ta có góc M. Đối với góc M thì chúng ta góc TMP, góc BMT hoặc gọi là góc M. Vậy tên đỉnh của nó chính là M, cạnh của nó chính là MT và MP. Và ta viết ký hiệu góc TMB hoặc góc BMT hoặc góc M. Đối với góc T thì chúng ta có góc MTP hoặc là góc BTM hoặc là góc T.
Đỉnh của nó sẽ là đỉnh T và cạnh của nó là T, M và T, P. Khi viết tên cạnh các em nhớ chú ý là ta viết đỉnh trước. Tên góc chúng ta sẽ ký hiệu M, T, góc M, T, P, góc P, T, M hoặc góc T. Ở câu C chúng ta có hai góc, góc P đỉnh tại đỉnh P và đỉnh S. Tại đỉnh P là góc XPI hoặc góc IPX hoặc góc P, đỉnh là P. Hai cạnh BX và PI. Ký hiệu góc, góc XPI hoặc góc IPX hoặc góc P. Góc ISZ hoặc góc YES SI hoặc góc S, đỉnh của nó là S, hai cạnh là SI và SZ. Ký hiệu góc, góc ISZ, góc YES SI hoặc là góc S. Các em nhớ chú ý, đỉnh bao giờ cũng viết ở giữa hai cạnh của nó và cách ký hiệu về góc. Hướng dẫn về nhà, các em học thuộc định nghĩa góc, góc bẹt, ký hiệu, cách đọc kết hợp với cách đọc kết hợp với vở ghi và sách giáo khoa. Làm bài tập 8, 9, 10 sách giáo khoa trang 75. Chuẩn bị bài tiếp theo, bài số 3, số đo góc. Để học bài này, các em mua mỗi em một cái thước đo góc như hình sau. Đây là loại thước Win nha các em. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em trong bài giảng.